mập đây, cá mập đây. Ô, cá mập giả vờ à. Ôi sợ chưa, cá mập này cắn chân đấy. Tôi tưởng cá mập thật. Đi ra ngoài biển mà giống cá mập này à, thì nó cắn cho sợ lắm. Đúng rồi, giống cá mập lắm. Đang ngồi làm gì đây? Mình đang ngồi nghịch nước. Thế yeah. À, mình đang đi tìm đồ chơi của mình, hôm qua mình đánh rơi ở đây thì hồi chiều hôm qua chiều hôm qua mình ra đây mình bị đánh rơi đồ chơi nhiều quá, hay đi tìm với mình đi. Ủa nhưng mà hôm nay nắng lắm, nhìn các bạn nhìn thấy trời nắng không? Đâu. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cầm cái hàm của con cá mập này nhá, đầu con cá mập này đi, mình sẽ đi tìm đồ chơi hộ anh Nhím nha. Đúng rồi, con cá mập này nó có nhiều răng lắm nên là nó có thể nhặt được đồ nó có thể nhặt được đồ chơi cho mình các bạn ạ. Đúng rồi, bây giờ mình sẽ theo chân các bạn, theo chân mình nhá, đi nhặt đồ chơi giúp anh Nhím nhá. Cái này hôm qua mình rơi rất nhiều đồ chơi ở đây này. Đi. Wow, cá mập tắm nào. Cá mập bơi này các bạn ơi. Kìa kìa kìa, ở đằng sau kìa. Đâu đâu đâu. Đằng sau có con gì. Áo. Chào thế. Bắn nước vào mắt rồi. Wow. Một con cua. Phải không? Không phải, đây là con gì? Đây là một con ghẹ. À, một con ghẹ. Đúng rồi, một con ghẹ. Đi thôi. Kìa kìa, ui, nhiều chai lọ quá. Ôi giời, ai chả ra nhiều bãi nhỉ. Rác không đây này, đây nó này, rác đây này. Bắt được rồi. Ô, cái gì phải... đấy? Kẹo. Kẹo à? Không phải vỏ kẹo à? Không phải vỏ kẹo đâu mà kẹo. Kẹo các bạn ơi. Kẹo gì đây? Kẹo này á. Kẹo này là kẹo. Kẹo gì nhỉ? Hamburger. À, kẹo hamburger. Đúng rồi. Cho cá mập ăn đi. Cho cá mập ăn nha, thưởng cá mập nha. Nhâm 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 nhâm. Wow, cá mập ăn tham đấy. Thưởng bạn cá mập đây. Đúng rồi. Bây giờ mình đi tìm đồ chơi khác đi. Đi. Đi, đi tìm đi. Ô, nhìn kìa. Đâu? Con gì đây? Ừ, con này con gì? Wow. Đây là một con gì các bạn ơi? Trông đẹp nha. Ừ. Như là khủng long thời tiền sử ấy. Hay chưa? Ôi nhìn này. Wow. Con này không phải này, của mình đâu. Nhìn cái mỏ nó này. Ừ. Không phải của bạn á? Ừ. Thế nào của ai làm rơi nhỉ? Chả biết được thôi. Trông đẹp nhỉ? Ờ. Cho đây đi. Đi. Ô, có vỏ kẹo. Đâu? Vỏ kẹo này. Chỗ nào? Ô. Đây vỏ kem. Ừ, một chiếc kem à. Ai ăn lại vứt cả vỏ ra đây nhỉ? Vỏ à? Đây nữa này, đây cũng là một cái vỏ kem nữa này, vứt đi. Ô, nhặt lên đi. Ô, không phải. Không phải à? Đây chưa được bóc. À thế á? Thế là kẹo thật à? Ừ. Ú, chà ơi. Nhìn thấy kẹo ở đồng. Kẹo bảy sắc cầu vồng luôn các bạn ơi. Ui, hay nhỉ. Ui, nhưng mà nhặt ở ngoài này có ăn được không? Thôi, ghê lắm, không ăn đâu. Ừ, thôi mình không ăn đâu. Các bạn mà nhặt được đồ ngoài đồng, ngoài đường là đừng ăn nhá. Bóc ra xem xong rồi vứt đi. Ừ, để đây tí cho cá ăn. Thế nhưng mà cầm cái vỏ lên, không là rác ấy. Ừ, cầm cất vỏ cho lên. Cho vỏ lên. Ôi nhìn này, nhặt được con gì này? À, con gì đây? Con này là con đồ chơi của mình đấy. À thế à? Ừ, con này là... con kêu được cơ. Đúng rồi, đấy là con cá heo mà mẹ mình mua cho mình đấy. Đi thôi. Đi tìm xem đây còn gì nữa không này. Ai mà nhìn thấy cái gì này? Được đâu? Đây này. À. Con cá đuối, phải của bạn không? Đúng rồi. Phải cá đuối của bạn không? Đúng rồi, hôm qua mình làm rơi đấy. Tìm xem ở đấy xem còn cái gì nữa không? Cái gì này? Ừ. Cái này cũng là vỏ kẹo à? Ừ. Nhưng mà chưa bóc bạn ạ. Này. Ừ. Wow. Bên trong là cái gì ấy? Hamburger. Kiểu hamburger. Kiểu hamburger các bạn ơi. Ở đây có mấy cái. Cùng đếm với mình nhé. Nào. 1 2 3 4. 4 cái kẹo nhỉ? Có 4 chiếc kẹo ở trong một cái hộp. Hay nhỉ? Đây này. Kẹo này trong. Kẹo này trong hộp chắc ăn được đấy nhỉ? Nhưng mà thôi, kẹo này bẩn lắm. Thôi, đừng ăn các bạn. Mình dính cả vào tay mình chắc là kẹo đẻo rồi. Thôi nhìn này. Có con gì đây? Trông như con nhím ấy. Ừ các bạn ơi, con nhím này. Con nhím à? Có phải con nhím không? Ồ, không phải. Đây cũng là một con khủng long đấy các bạn ơi. Wow, con khủng long này đẹp thật đấy này. Khủng long ở thời tiền sử, người có rất nhiều gai, cái gai này là để bảo vệ bạn ý đấy. Con khủng long này không phải của mình đâu. Đúng đấy, rồi. Chắc có ai đánh rơi ấy. Mình đánh rơi thì mình cũng cho giỏ mình luôn. Wow, trông đẹp quá này. Hay chưa, tí về cho mình nhá. Ờ, đi thôi. Nhau ở đây có nước chảy đây. Ừ, nhìn này. Ừ, con gì đấy? Đây này. Wow. Một con. Con gì đây các bạn ơi? Đây là con bạch tuộc. Con bạch tuộc á? Đúng rồi, con bạch tuộc ở biển đấy. Rất nhiều các xúc tu này các bạn ơi. Còn đây là mắt của bạn bạch tuộc đây này. Bạch tuộc có ăn được không? Bạch tuộc có ăn được. Hồi xưa mình được ăn bạch tuộc rồi. À thế à? Ngon lắm. Thì mình sẽ cho bạch tuộc ở đây nhá. Mình nhìn thấy cả cái con gì này. Này các bạn ơi. Đâu? Mình bắt này cho. Con gì đấy? Wow. À, một bạn ốc. Một con ốc này. Đây ốc bươu đấy.
Con ốc này to nhỉ. Ốc này cũng ăn được nhưng mà ăn không ngon bằng bằng cái con ốc nhồi ấy. Yeah. Hay là hôm nào mình đi bắt ốc đi. Ôi nhìn này. Đâu? Dưới này còn con gì này? Màu vàng vàng này. Đẹp chưa? Con gì đấy? Con gì? Để mình bắt lại đã. Wow. Wow. Con này là con gì? Con đấy là con sao biển. Đúng rồi, con sao biển các bạn ơi, một con sao biển màu vàng ở dưới ruộng nhà mình. Nhặt tiếp. Đây vẫn còn con gì đấy? Mình nhìn thấy đây này. Wow, con gì đây? Con gì đây các bạn ơi? Nó đang bơi này. Wow. Ui. Đây là con gì đây? Con này á, con này là cũng là một con ở biển. Nhìn chân nó này. Ừ. Các bạn nhìn này. Nhiều chân chưa? Nhiều chân chưa? Đây cái đuôi rất là dài. Đây là con sam nha các bạn nha. Giới thiệu với các bạn, bạn nào chưa biết thì các bạn hôm nay sẽ biết nha. Đây là con sam. Sao nhiều đầu đấy nhỉ? Sam biển nhá. Nhiều đầu nhỉ? Ui. Đi ra đây xem còn đâu nữa không? Cái gì kìa? Ừ. Xa xa có gì kìa? Cái gì màu vàng ấy? Phải lội xuống thôi. Wow. À, đúng rồi, đây là cái xe của mình đấy. Một chiếc xe máy xúc màu vàng các bạn ơi. Wow. Không phải một xe máy xúc đâu, đấy là xe trộn bê tông. À ừ, xe trộn bê tông. Xe này này, có cái bình trộn bê tông đằng sau đây này các bạn ơi. Ui, đấy. Này. Hả? Mình nhìn thấy có gì kìa? Đâu? Đây. Con gì đây? Phải không? Ui dồi ôi, con gì đây? To quá. Wow. Wow, nhìn cái răng vĩ đại của nó này các bạn ơi. Ui, con này mà cắn thì đau lắm đây này. Đây là ui, cái răng này, ui cái mồm này nhỉ. Đây là con hà mã. Ừ, một con hà mã. Một con hà mã là động vật to thứ mấy thế giới? Phải to thứ 3 thế giới. Thứ 3 thế giới nha, cái hàm của bạn rất là sợ luôn, đáng sợ luôn các bạn ơi. Hà mã này cắn kinh lắm. Mình nhìn thấy cái gì lấp ló trong kia kìa. Đâu? Kia. Đúng không? Không, nhìn gì đâu. Kia kia, đi vào đấy mà xem. Wow. Một con cua. Cua người giống mình không các bạn ơi? Ừ, cua màu xanh này. Cua này còn đang ấy ấy này. Đúng chảy rồi. Nước này. Wow, con cua này có đi được không nhỉ? Cua này không biết. Ừ. Chắc là không đi được đâu. Yeah. To nhỉ, đi tìm thứ khác đi. Bao nhiêu đồ? Ôi kìa, có con gì kìa? Còn phía trước bạn ấy. Đây. Wow, đây là một con ngựa các bạn ạ. Một con ngựa màu nâu. Hết rồi sao? Ơ, đây này, đây nữa. Wow. Đây nữa rồi, đây rồi các bạn ơi. Đằng trước này mình nhìn thấy có cái gì này. Đây là con chim cánh cụt đấy. Thứ gì này các bạn ơi? Đâu? Thứ gì này? Đéo. Thứ này là thứ rác. Ew. Sao ai để vứt rác ngoài này các bạn ơi? Mất ý thức quá. Đúng rồi, các bạn không được vứt rác ra ngoài đồng nữa nha. Không được xả rác bừa bãi ra ngoài đường ngoài đồng nữa nha. Đi mang lên trên kia đi. Ở đồng này, ui, mình chắc một con gì. Wow, lại là một con ốc nữa. Con ốc này nó vừa bám vào chân mình dẫm vào chân, mình dẫm vào người nữa các bạn ạ.